Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung hai người vợ đầu có nhan sắc như hoa như ngọc lại cực kỳ kín tiếng của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dù chia tay nhưng đến nay cả hai người vợ đầu vẫn xem nam nghệ sĩ là tri kỷ và ứng xử đẹp trong cuộc sống. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long được mệnh danh là ông vua cải lương với vô số vai diễn chinh phục khán giả nhiều thế hệ. Giọng ca ngọt lịm của anh đã khiến bao lớp khán giả mê đắm. Sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của anh thì khá lận đận khi mà trải qua 3 lần đò mới tìm được bình yên. Một điều mà khiến ai nấy khâm phục anh là dù chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với hai người vợ cũ. Khác với nghệ sĩ ưu tú Trình Trình, hai người vợ trước của Kim Tử Long lại sống khá kín tiếng nhưng nhan sắc lại nổi bật không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào. Người vợ đầu định cư ở nước ngoài. Năm 32 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lên xe hoa và có cô con gái là diễn viên Hoàng Kim Phụng, nghệ danh Mai Ca. Sau khi kết hôn, Kim Tử Long vẫn mải mê với công việc, anh liên tục có những chuyến đi diễn biển biệt xa nhà vì anh suy nghĩ khá đơn giản là chỉ cần mang tiền về là chứng minh được tình yêu, đã là người chồng tuyệt vời. Cũng từ đó thì những mâu thuẫn đã dần dần nảy sinh vì sự khác biệt từ suy nghĩ đến tính cách giữa hai vợ chồng. Cứ thế, cả hai đã xa nhau như chưa bao giờ có một tình yêu nồng thắm, bất chấp sự ngăn cản của gia đình đến với nhau. Cặp đôi đã chia tay trong tiếc nuối. Người vợ đầu của anh sang nước ngoài định cư và để lại cô con gái cho anh chăm sóc. Cô xuất hiện lần đầu trước giới truyền thông bên cạnh Kim Tử Long là vào ngày cưới của cô con gái đầu lòng giữa năm 2017. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù đã ly hôn. Ở tuổi ngũ tuần thì cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Người vợ thứ hai là em gái của cầu thủ Hồng Sơn, xinh đẹp và quyến rũ. Sau khi tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, vài năm sau nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long mới mạnh dạn mở lòng yêu và cưới thêm người phụ nữ nữa. Người vợ thứ hai của ông là Nguyễn Cẩm Tú, em gái của một cầu thủ nổi tiếng Hồng Sơn. Vợ chồng của anh có với nhau hai người con gái Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Trong một chuyến ra diễn ở đất Bắc, khi anh hát thì cô gái xinh đẹp đã lên sân khấu tặng hoa cho anh. Đêm diễn sau đó thì cô ấy lại đến xem anh diễn và anh tặng hoa ngược lại cho cô. Hôn lễ của họ đã diễn ra rình rang, chú rể đón dâu bằng máy bay siêu sang. Cũng giống như cuộc hôn nhân đầu, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lại lao đầu vào kiếm tiền, thường xuyên lưu diễn nước ngoài khiến cho hôn nhân rạn nứt dẫn đến chia tay. Anh đã từng chia sẻ với báo giới rằng, chỉ có trong cuộc sống hôn nhân thì mới có nhiều điều có thể làm anh buồn, sau mỗi lần đổ vỡ anh lại cảm thấy hụt hẫng buồn bã. Từng có quãng thời gian anh muốn buông bỏ tất cả, nhưng sau đó lại nghĩ thông và tiếp tục đứng dậy bởi cái gì cũng cần có cái số của nó. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, anh lại tiếp tục con đường ca hát, cống hiến cho đời. Hôn nhân lần thứ hai tan vỡ, Kim Tử Long đã nhường tài sản cho vợ để nuôi nấng hai con. Anh quay về nhà của cha mẹ ruột ở quận 8 sinh sống và làm lại từ đầu. Hành động đẹp và quân tử của anh đã giúp cho mối quan hệ sau này của cả hai là bạn bè tốt và hai cô con gái cũng được giữ ký ức đẹp về bố mẹ. Hiện tại, người vợ thứ hai của Kim Tử Long sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô vẫn giữ nét thanh xuân phơi phới, vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Thi thoảng thì cô đi du lịch cùng với gia đình và bạn bè, cuộc sống vô cùng thoải mái. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.